Xin chào tất cả quý vị khán giả, xin kính chúc quý bà con cô bác trên toàn thế giới một ngày mới an vui hạnh phúc. Hôm nay Phương Văn cùng với tất cả quý bà con cô bác theo dõi và chia sẻ câu chuyện về gia đình của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Kính thưa quý vị khán giả, ở Việt Nam thì cộng đồng mạng cũng như là tất cả bà con đã từng yêu mến cố nghệ sĩ Vũ Linh. Thì tới ngày hôm nay và cái sự yêu mến đó tới ngày hôm nay thì bà con cô bác cũng luôn ủng hộ tinh thần cho người con gái của mình. Quý vị khán giả thấy trong cái cuộc sống đời thường của chúng ta không ai biết được là mai sau sẽ như thế nào. Hôm nay và ngày mai nó đã thay đổi quá nhiều. Anh em trong gia đình mà tới ngày nhắm mắt xuôi tay thì đâu đó là họ có những cái tranh giành về tài sản cũng như là vật chất. Thì hôm nay Phương Văn cùng với tất cả quý bà con chia sẻ tâm sự cái cuộc sống đời thường mà chúng ta đã từng biết qua, chứ không phải là trong phim cũng như là khi đóng tấu hài hay là một cái vở kịch nào đó vân vân, mà là thực tế trong cái cuộc sống đời thường. Phải nói là câu chuyện dù đó là nhân vật nào đi nữa thì chúng ta cũng cảm thấy là rất là buồn, đáng buồn, vì trong cái cuộc sống đời thường này chúng ta không biết được chữ ngờ. Vì Phương Văn hôm nay chia sẻ đôi điều về cái câu chuyện này, thực sự khi mà nhiều bà con cô bác cộng đồng mạng chia sẻ và không có ủng hộ về việc những người trong gia đình mà thư kiện lẫn nhau, nhưng mà cái câu chuyện này nó mà bất đắc dĩ và trong gia đình của họ thì cũng không thể giấu kín được. Quý vị khán giả thấy là trước đây đời tư đời riêng của tất cả nghệ sĩ thì hầu như là họ không có đưa ra công chúng cũng như là có những cái thông tin mà họ cần giữ kín riêng tư, nhưng mà tới ngày hôm nay thì quý vị khán giả thấy là họ rất là ngỡ ngàng về câu chuyện gia đình của nghệ sĩ Vũ Linh có một người con gái. Kính thưa quý vị khán giả, theo cái câu chuyện đã đi tới ngày hôm nay thì qua tòa án của quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đi xác minh và kiểm định về tài sản của cố nghệ sĩ Vũ Linh trước khi mất đã để lại cho con gái của mình. Kính thưa quý vị khán giả, khi mà chúng ta chưa hiểu được hết và những cái giấy tờ mà họ cũng chưa chứng minh được, thì chúng ta cũng biết rằng là đây là cái người con mà luật sư cho rằng là hợp pháp. Quý vị khán giả thấy là dù cho con nuôi hay là con ruột gì đi nữa, ở đây cái mấu chốt vấn đề là tại sao trước đây cố nghệ sĩ Vũ Linh vẫn còn đương thời đó, vẫn còn khỏe mạnh mà ở chung một cái gia đình như vậy. Thì nếu là có cái sự đóng góp của người em gái của mình, tiền bạc, vật chất gì đó trong cái căn nhà này, thì liệu nghệ sĩ Vũ Linh có đứng được tên mình nguyên trọn vẹn hay không? Thật sự khi mà ông đi hát và tích góp tiền bạc thì đã mua được hai cái mảnh đất ở quận Thủ Đức và một chiếc ô tô và một cái căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm ở quận Phú Nhuận. Thì tất cả cái tài sản đó đều nghệ sĩ Vũ Linh đã đứng tên. Không biết là những người anh em trong gia đình họ có riêng tư gì hay không không biết, nhưng mà biết được là tất cả những người cháu và em của cố nghệ sĩ Vũ Linh là sống chung cái căn nhà và số 5 Đoàn Thị Điểm đó. Thì quý vị khán giả cứ nghĩ đi, nếu như mà không phải cái tài sản riêng của cố nghệ sĩ Vũ Linh thì ông cũng phải chia sẻ cũng như là nói lên bây giờ những cái số tài sản này ông đứng tên, và đồng thời ông muốn nhường lại, chuyển toàn bộ cái tài sản này sang tên cho con gái. Thì cái việc mà nếu như có chung tài sản với những anh em thì chắc có lẽ là cố nghệ sĩ không thể nào mà âm thầm mà sang tên cho con gái của mình được. Thì nhiều cộng đồng mạng cũng như là mình nhìn khách quan ha,
mình nhìn khách quan thôi. Cái việc mà tài sản riêng tư của cố nghệ sĩ Vũ Linh thì ổng có muốn sang lại cho ai, hay là cho để lại cho ai, hoặc là di chúc, làm di chúc cho người nào, thì đó là cái quyền của ông. Như vậy thì cái tuổi đời của cố nghệ sĩ Vũ Linh cũng đã ra đi rất là sớm, tuổi mới 65. Đáng lẽ ra là ông còn thời gian để phục vụ cho khán giả Việt Nam cũng như là tất cả khán giả đã từng yêu mến trên khắp đất nước cũng như là trên cả thế giới. Những ai mà qua băng đĩa cũng như là những video thì đã biết được qua tiếng hát của cố nghệ sĩ rất là ngọt ngào và rất đông đảo bà con cô bác là yêu mến. Thì cái việc mà tài sản để lại cho con của mình thì ông đã âm thầm mà sang tên, thì cái việc đó đương nhiên rồi, cái việc riêng tư của cha con thì họ đã âm thầm, chứ chẳng lẽ bây giờ là chú Vương Văn, xin gọi là chú đấy ha, chẳng lẽ chú bây giờ chú lại lên thông báo, hoặc là thông báo cho tất cả mọi người trong gia đình là ngày đó cậu Năm có đi sang tên lại cho con gái của cậu Năm này kia nọ đó, thì chẳng lẽ giờ tài sản riêng tư của mình mà mình phải cho con của mình, mà mình phải đi thông báo cho anh em rồi cháu chắc này kia nọ, thông báo hết cả gia đình là đi sang tên. Thì thực ra là em gái của cố nghệ sĩ Vũ Linh không hề biết là anh trai của mình đã đi sang tên tất cả tài sản ông đã từng đứng tên cho con gái của mình. Thì sau khi mà cố nghệ sĩ Vũ Linh đã qua đời, bệnh tật cũng có thời gian dài mà điều trị thì không có thuyên giảm được, và cuối cùng là cái sự ra đi trong bệnh tật của mình, cái tuổi đời cũng còn trẻ. Thực ra mà nói, khi mà cố nghệ sĩ đã ra đi thì rất là nhiều người thương tiếc, và những ngày mà đưa tiễn cố nghệ sĩ Vũ Linh thì rất nhiều bà con đông đảo cùng với dòng người đưa tiễn ông đến nơi an nghỉ cuối cùng. Đôi khi có những giọt nước mắt của người thân và giọt nước mắt của rất là nhiều khán giả đã từng yêu mến, thương yêu, cũng như là chúng ta thấy trong gia đình có những người lớn, ông bà cha mẹ cũng đã từng xem những vở tuồng cũng như là những cái lời ca tiếng hát của cố nghệ sĩ Vũ Linh, thì ông bà ta cũng rất là thương, cũng rất là mến. Và khi mà họ qua đời thì những bà con ở vùng sâu vùng xa, tất cả những nơi mà đã từng nghe tiếng hát thì cảm thấy là rất là xót thương cho cố nghệ sĩ đã qua đời quá sớm. Thật sự là những cái người mà trong gia đình của cố nghệ sĩ Vũ Linh này là họ là những người mà ở tạm giống như là trong cái căn nhà mà số 5 Đoàn Thị Điểm đó, thì là những người em, những người cháu thì tất cả về đó coi như là về căn nhà của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Hồi lúc mà ông đương thời thì anh em ở chung quây quần với nhau, thì tất cả những người đó chỉ là ở nhờ mà thôi, chứ đâu có đứng tên tài sản, cũng như là không có chung cái khoản nào với cố nghệ sĩ để mua cái tài sản đó. Và đồng thời ông cũng đã mua tài sản hai cái mảnh đất ở Thủ Đức nữa, và có một chiếc ô tô, thì hoàn toàn là tất cả những cái tài sản của mình là do mình đứng tên. Và khi có một người con như vậy thì ông không thể nào mà không để lại cho con mình, và âm thầm hai cha con cũng đã đi đến quận để sang lại tên cho mình. Thì cái điều đó đương nhiên là quý vị khán giả, trong cái cuộc sống đời thường, khi mà họ là mẹ con hoặc là họ là cha con thì dĩ nhiên họ đi sang tên thì chỉ có hai người hoặc là gia đình con cái cha mẹ đi cùng với nhau thôi, chứ chẳng lẽ tài sản của mình mà mình đem khui ra mình thông báo cho cả anh em họ hàng, tôi phải sang tên cho người đó có đồng ý hay không thì kia nọ, thì cái điều đó hết sức là vô lý. Và nhiều khán giả là bất bình, nói là về câu chuyện mà dù cho biết bao nhiêu người hiện tại trong cái cuộc sống này họ đã là người con nuôi thôi, người con nuôi mà trên giấy tờ hợp pháp thì họ cũng được nhận
cái phần mà chia tài sản của cha mẹ mình hầu như là cũng giống nhau thôi, tại vì con nuôi hay là con ruột thì đều giống như nhau. Và đôi khi quý vị khán giả thấy thường nghe câu chuyện trong gia đình mà đôi khi cha mẹ có những cái đứa con mà gọi là thành phần bất hảo, thì cha mẹ cũng không để lại tài sản cho con mà là để lại tài sản cho gọi là từ thiện, sau khi qua đời thì họ cho từ thiện đó, có di chúc đàng hoàng. Thì cái việc mà trong gia đình của cố nghệ sĩ á, người em gái đứng ra để tranh giành lại cái tài sản này thì rất đông bà con cô bác là không đồng tình, nói là tài sản này là tài sản của cố nghệ sĩ, thì ông cho ai, ông làm cái gì là quyền của ông, khi đương thời thì ông vẫn còn minh mẫn, vẫn còn khỏe mạnh để làm những cái việc mà trao lại tài sản, nhượng tên lại, sang tên tài sản của mình cho một người khác, bất cứ ai, đó là cái quyền của người đó. Thì sau khi mà qua đời như vậy thì không được bao lâu thì trong gia đình lại xảy ra, thật sự là khi mà phát hiện được là cố nghệ sĩ Vũ Linh đã sang tên hết tài sản cho con gái của mình, thì người em gái vô cùng bức xúc và họ có tìm mọi cách. Nhưng mà trên luật pháp thì Hồng Loan là con gái của nghệ sĩ Vũ Linh đã đứng tên hết toàn bộ những tài sản này, và cái người cô đó không có dính líu gì trong tài sản của nghệ sĩ Vũ Linh cả. Thì cái điều đó là đương nhiên, khi mà cha con những cái số tài sản như thế nào đó ở đâu đâu thì dĩ nhiên là trong gia đình cha hoặc là mẹ đều chia sẻ với con cái của mình, chứ không có thể nào mà chia sẻ hoặc là hỏi ý kiến của những người trong gia đình là anh em cháu chắc. Bây giờ chú cậu Năm có một số tài sản như vậy, cậu Năm giàu ngày đó tháng đó, đi lên quận, đi lên phường để là sang tên lại như vậy vậy, vậy mọi người trong gia đình có đồng ý hay không? Thì nếu như mà cái sự hỏi như vậy, nếu mà hỏi để lấy ý kiến trong gia đình thì khi nào mà có tài sản chung thì hỏi ý kiến gia đình, còn cái này tài sản riêng thì đó là cái quyền. Và nhiều người nói là em có người em gái của cố nghệ sĩ Vũ Linh, hoàn toàn không đúng, hoàn toàn không đúng. Tại vì khi hiện tại bây giờ là tất cả tài sản sang cho con gái của cố nghệ sĩ rồi, nhưng mà người em gái này kiện và đồng thời là yêu cầu tòa phải bác bỏ công nhận cái giấy chứng nhận quyền sở hữu này sang tên cho con gái, và đồng thời quỷ cái việc mà nhận là con nuôi đó, nhận là con nuôi. Mà khi mà cố nghệ sĩ Vũ Linh và người con gái đã có những cái mối thâm tình từ bé rồi chứ không phải tới bây giờ, nhưng mà cái gốc khuất nữa nha quý vị khán giả, trong video sau Phương Văn sẽ chia sẻ và có nhiều cái gốc khuất và không phải là con nuôi mà là con ruột. Thì trước đó cũng có cái thông tin là để xét nghiệm bây giờ người cha đã mất rồi thì thông tin sẽ xét nghiệm là người con gái Vũ Linh đó với những người họ hàng đó là các cô trong gia đình xem có phải là con ruột hay không. Thì cái việc mà xét về mẫu xét nghiệm ADN á, nó đâu có quan trọng nữa. Bây giờ con ruột hay là con nuôi gì thì tất cả trên giấy tờ đều hợp pháp là con của nghệ sĩ Vũ Linh, thì ông có quyền cho hay là biếu tặng hay là ông mua cho con ông nhà cửa hoặc là tài sản gì đó thì cái quyền của cố nghệ sĩ Vũ Linh, chứ những người anh em thì không có quyền can thiệp vào vấn đề này đó. Thì quý vị khán giả thấy trong cuộc đời nó vô cùng chớ chiêu, nếu như tài sản chung mà trước khi ông lâm bệnh á thì cái người cô này nếu mà muốn chia tài sản thì có hỏi thẳng cố nghệ sĩ đi, cái này đâu có dám nha quý vị khán giả, không hề hỏi, không hề chia sẻ những cái thông tin gì hết. Cho nên là cái việc mà sau khi ông đã sang tên rồi, ông cũng âm thầm cho tới ngày mà ông ra đi vĩnh viễn đó, ông cũng không có nói. Và tới cuối cùng thì sau khi biết được có những cái thông tin là cô Hồng Loan này, em Hồng Loan này đã nhận hết cái tài sản của cha mình và có giấy tờ hẳn hoi đã sang lại như vậy, thì trong gia đình bắt đầu dấy lên cái lòng tham và sân si muốn chia sẻ cái tài sản này.
và hiện tại thì bà cũng yêu cầu là tòa cho bà là phân nửa cái tài sản còn lại đó. Thì liệu chúng ta thấy liệu đây là một cái thực tế trong cái cuộc sống đời thường, và trong cái thời gian vừa qua thì Ủy ban Nhân dân cũng như là Tòa án Nhân dân ở quận Phú Nhuận cũng đã đi thẩm định những cái lô đất, và vừa rồi vào ngày 5 tháng 12 thì đã thẩm định cái nhà ở Đoàn Thị Điểm. Thì quý vị khán giả thấy giữa đơn kiện và bị kiện là con gái ruột, trong khi đó người ta là con, người ta đã nhận tài sản của người cha để lại, thì bây giờ cũng không có yên ổn. Tài sản mà cha mẹ cho mình rồi bây giờ cũng không yên ổn, những người cô, những người chú trong gia đình thì lại là muốn hưởng một số tài sản đó. Mà quý vị khán giả thấy là trên cuộc đời này đôi khi chúng ta thấy không biết được chữ ngờ. Khi mà cha mẹ người ta cho con cái người ta, dù là con nuôi hay là con ruột gì mà người ta đã nhận nuôi từ nhỏ, thì cái việc mà cha mẹ cho tài sản cho con là cái điều mà hiển nhiên rồi. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy là trong cái mối tương quan giữa gia đình của cố nghệ sĩ Vũ Linh và con gái và những người em mà ở chung ở nhờ như vậy, thì Vương Văn thấy là cũng như là tất cả quý vị khán giả nói là tốt nhất đây là một cái bài học mà rút kinh nghiệm xương máu của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Thì trong cuộc sống của chúng ta, đôi khi những người mà có tài sản này kia nọ thì cũng phải rõ ràng chia cho con cái hoặc là sang tên cho con cái, chứ để sau này đôi khi trong cái cuộc sống đời thường đó là vô thường lắm, sống hôm nay và ngày mai không biết có còn hay không, thì đôi khi bệnh tật hoặc là bất kể cái chuyện gì xảy ra thì chúng ta cũng không ngờ được, gọi là không biết được chữ ngờ. Nếu như trước đây khi mà cố nghệ sĩ Vũ Linh còn khỏe mạnh, còn đương thời đó, thì tại sao những người anh em trong gia đình không yêu cầu ông viết một cái giấy hoặc là ghi như vậy để lại tài sản hoặc là chia chác gì cho mấy anh em đó, mà thật sự chắc có lẽ là lúc mà đương thời đó thì không ai dám nói nửa lời với nghệ sĩ Vũ Linh. Tại vì tài sản của ông mà ông mua, ông tích cóp, ông mua mà ông mua ở đâu thì ông có tiền thì ông mua, chứ đâu có thông qua những người này, mà những người này thì là anh em cháu chắc họ hàng thôi, thì mình bỏ tiền mà mình mua thì mua ở đâu thì cái quyền của mình rồi đó. Khi mà đứng tên tài sản tới ngày hôm nay thì mình cho lại con của mình đó, thì ông cũng không có thông qua những người này, mà đâu có việc gì cần đâu mà phải thông qua. Tại vì cái tài sản của mình là đủ minh mẫn khi mà nhường tài sản, sang tên tài sản của mình cho con của mình, là cái việc là mình làm thôi đó, cái việc của mình làm, chứ mình không có thông qua ai hết. Và rất rất là nhiều bà con cô bác rất là đồng tình cái việc mà cố nghệ sĩ Vũ Linh đã trước đây đã sang tên lại cho con gái mình, thì cái người con gái này có quyền hưởng trọn, chứ không phải tới ngày hôm nay mà tranh chấp rồi những cái người này lại tranh chấp cho tài sản như vậy. Tại vì họ không có bỏ đồng vốn nào ở trong cái số tài sản này, mà do ở chung lâu ngày thì đôi khi chúng ta thấy thực sự cái việc mà nhiều người đã từng cho những người khác ở nhờ đất hoặc là ở nhờ nhà mà ở lâu quá thì thành ra họ lại là muốn là chủ nhà luôn, chứ không phải là những người ở nhờ. Thì tới ngày hôm nay chúng ta biết trong cái cuộc sống đời thường này nó xảy ra thực tế là như vậy. Thì những người anh em trong gia đình này đã ở nhờ nhà của cố nghệ sĩ Vũ Linh, và tới ngày hôm nay theo năm dài tháng rộng thì họ lại muốn sở hữu những gì mà tài sản của cố nghệ sĩ Vũ Linh để lại, thì cái điều vô lý, và nhiều cộng đồng mạng đều bất bình về vấn đề này. Đó. Thì kính thưa quý vị khán giả, ngoài việc cộng đồng mạng cũng ủng hộ tinh thần cho người con gái của cố nghệ sĩ Vũ Linh, và đồng thời cũng cảm thấy là vô cùng phẫn nộ về cái câu chuyện mà những người anh em trong gia đình không có đóng góp tài sản mà muốn chia tài sản của người anh của mình, và muốn chia tài sản với cái người mà người ta đứng tên.
trong những cái tài sản đó, thì con gái có quyền hưởng trọn của cha mẹ mình đó. Thì quý vị khán giả thấy cái câu chuyện mà nó vô cùng ly kỳ hấp dẫn, mà chúng ta nghĩ là nó không có trong cái cuộc sống đời thường này, nhưng mà rồi không ai biết được chữ ngờ, và cuối cùng cũng có một câu chuyện mà xảy ra đình đám. Phải nói là đây là một cái câu chuyện mà kiện tụng trong gia đình, lịch sử trong tất cả các anh em nghệ sĩ. Đây là một cái sự kiện tụng mà trong gia đình vô cùng phức tạp, lần đầu tiên có trong trong giới nghệ sĩ. À, thì cái căn nhà mà số 5 Đoàn Thị Điểm đó, là cố nghệ sĩ Vũ Linh và 10 người khác cũng ở trong cái căn nhà đó, và có kể cả con gái của mình nữa. Thì quý vị khán giả thấy trước đây thì không biết về ở chung khi nào, nhưng mà ở năm dài tháng rộng như vậy đó, thì họ muốn là căn nhà đó là căn nhà của mình luôn, và không ai nhường ai, và cuối cùng là phải ra tòa kiện tụng thì lấy lại công bằng. Những ai người ta thực sự là pháp luật sẽ lấy lại công bằng cho tất cả mọi người. Và đây là một cái câu chuyện hết sức đau lòng trong cái cuộc sống đời thường, và sau khi đã qua đời không bao lâu thì lại là trên thế gian này lại là xảy ra những cái chuyện mà tranh chấp tài sản, và họ làm cho cái nỗi buồn của những người quá cố đã ra đi không có trọn vẹn, và cảm thấy là mang theo những cái nỗi buồn đâu đó, và để lại trần gian có nhiều ưu phiền trong cuộc sống. Thôi thì Phương Văn xin phép chia sẻ câu chuyện của nghệ sĩ Vũ Linh. Nếu như các cô, các chú, bác nào đã thương yêu Phương Văn thì hãy tiếp tục ủng hộ và theo dõi câu chuyện. Chúng ta hãy chờ đợi tiếp theo, và tòa án ở quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh giải quyết ra sao, và liệu cố nghệ sĩ Vũ Linh có để lại trọn cho con mình, và liệu con mình có hưởng trọn cái số tài sản này hay không, hay là cái phần đó được chia lại cho người em gái của mình, trong khi đó là con gái của cố nghệ sĩ Vũ Linh đã được sang tên và đứng toàn bộ tài sản. Thôi thì quý vị khán giả hãy đăng ký kênh Phương Văn Official. Phương Văn chỉ chia sẻ câu chuyện này ở một kênh là Phương Văn Official. Còn kênh Người Trong Cuộc Phương Văn thì mong tất cả quý vị khán giả theo dõi về những cái câu chuyện khác, câu chuyện của chị Hằng Kali, cũng như là một số cái video Phương Văn chia sẻ về nhật ký làm YouTube để nhằm giúp đỡ cho tất cả quý bà con cô bác. Nếu ai những người mà bước đầu tiên muốn làm YouTube, từ bước đầu cho tới bước cuối cùng khi bật kiếm tiền, thì Phương Văn xin phép chia sẻ tất cả những cái video đó để nhằm hướng dẫn lại cho tất cả quý bà con, coi như là giúp nhau. Phương Văn làm YouTube đi trước thì Phương Văn sẽ giúp lại cho những người, các cô chú bác hoặc là những anh chị em và các em làm YouTube đi sau, để có những cái thành công trong cái kênh của mình đến khi bật kiếm tiền. Phương Văn xin kính chúc tất cả quý bà con cô bác trên toàn thế giới một ngày mới an vui hạnh phúc. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.